Và kính thưa quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ khánh thành của buổi lễ khánh thành miếu tổ thần của xóm giếng thôn Vân Phương trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng an toàn về với các bàn tiệc trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khách quý, trân trọng và kính mến, xin được nhiệt liệt chào đón các quý vị khách quý cùng với toàn thể bà con nhân dân đã có mặt trong buổi lễ khánh thành miếu tổ thần thôn Vân Phương, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên ngày hôm nay. Để có được buổi lễ khánh thành ngày hôm nay thì lời nói đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn tới diễn diện của toàn thể các quý vị khách quý cùng với bà con nhân dân, và đặc biệt là sự tài trợ chương trình của trung tâm tổ chức sự kiện trọng đại trong buổi tối ngày hôm nay, và cho phép những người thực hiện chương trình được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện trọng đại. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khách quý, kính chúc quý vị một năm đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc thức, đắc họ, đắc bình an, sở cầu được như ý, sở nguyện tòng tâm, nước chảy một dòng, thuyền xuôi về bến. Xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị khách quý, trân trọng và kính mến, và để trở lại với chương trình, để bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin được trân trọng và giới thiệu và kính mời ông Đỗ Xuân Trường sẽ thay mặt xóm nên chính thức khai mạc chương trình. Một tràng pháo tay từ quý vị, trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con cùng toàn thể nhân dân trong xóm giếng và quý khách trong thôn, trong xã, ngôi miếu cổ thổ thần xóm giếng được các bậc tiền nhân xây dựng cách đây khoảng hơn 300 năm. Ngôi miếu đã được tọa lạc trên mảnh đất rộng khoảng 30 mét vuông, hướng đông đông nam, phía trước là một giếng nước. Từ trước đến nay đã thăng trầm theo lịch sử của làng, của đất nước. Đến nay trong khung cảnh đất nước phát triển đi lên, các gia đình trong xóm ngày được lo ấm, hạnh phúc, phát triển. Các ngôi nhà trong xóm ngoài làng được thay mới đổi cũ, đường làng xây mới khang trang, ngõ xóm cũng được 2-3 lần nâng cấp. Và cũng từ những thay đổi của làng xóm, ngôi miếu cổ thấp xuống so với mặt bằng tôn nghiêm, cùng những lý do trên, các cụ, các ông, các bà cùng quan dân xóm giếng của ngài đã tổ chức họp bàn để được đem tâm, đem đức xây dựng ý tưởng, mô hình, và đã được thần miếu ban phúc. Đúng 19:30 ngày 24 tháng 2 năm 2022, năm Nhâm Dần, tại gia đình ông bà Thư Nhật, cuộc họp được chính thức quyết định cho việc xây dựng kiến thiết với sự thành tâm, thành ý của mọi người trong xóm. Đúng 7:30 ngày 16 tháng 3 năm 2022, lễ đồng thổ khởi công được bắt đầu. Mọi người già trẻ, gái trai hân hoan hăng say, tháo dỡ người sản xuất sắt thép phục vụ xây dựng cột, phục vụ đổ móng xây dựng cột trời đất thánh thần thiêng liêng. Đúng 12 giờ trưa đã tưới một trận mưa da vàng da bạc cho đồng ruộng cây cối tốt tươi, và đến 14 giờ khối móng đã được đổ xong. 4 cây cột thép hiên ngang đứng giữa trời, và sau hơn 10 ngày xây dựng,
ngày 26 tháng 3 năm 2022, toàn thể nhân dân xóm giếng tập trung làm lễ dâng hương và tiến hành đổ mái. Mái đã đổ xong, mọi người hối hả tập trung đi vào hoàn thiện những viên ngói hồng đã được xếp hàng ngang dọc trên ngôi lầu, và rồi hổ phù hiện lên, bốn long rồng bay lượn trên mái lầu. Phía trước mặt diện của ngôi lầu, bức hoành phi vàng lóng lánh với ba trứng hiện lên, nhạc thần dáng và hai dòng câu đối tràn ra hương tự miếu, hương lý phúc như lang. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, việc họp bàn xây dựng đã được thống nhất, kinh phí xây dựng đã được đóng góp, từ đó đã có rất nhiều các nhà hảo tâm phát tâm công đức. Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2022, nhân dân xóm giếng hân hoan long trọng tổ chức lễ khánh thành và yên vị, mời các ngài về ngự lãm và ban phúc lộc cho con dân. Kính thưa các vị, kính thưa, xin thỉnh cầu trời đất thánh thần và đại anh linh phù hộ ban phúc cho toàn thể muôn dân mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành. Thay mặt cho nhân dân trong xóm giếng, xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, quý vị vừa được trở về với đôi lời phát biểu của bác Đỗ Xuân Trường đã thay mặt xóm khai mạc chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cùng với toàn thể bà con cô bác trân trọng và kính mến, và để trở lại với buổi lễ khánh thành biểu thổ thần của thôn Vân Phương, xã Ninh Phương, thành phố Hưng Yên của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, là một chương trình giao lưu nghệ thuật đa sắc màu với sự trở lại của những người thực hiện chương trình cùng với toàn thể quý bà con cô bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, chúng ta đã cùng hội tụ trở về đây để cùng cất cao những lời ca tiếng hát, bỏ lại tất cả những bộn bề lo toan của cuộc sống để mừng cho buổi lễ khánh thành biểu thổ thần của xóm giếng của thôn Vân Phương của chúng ta. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để mở đầu với chương trình giao lưu nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay, trân trọng được kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng trở về với một không khí rất tươi vui của một buổi lễ, một ngày hội. Xin được gửi tới toàn thể quý vị với một sáng tác với ca khúc Chảy Hội Xuân, với sự trở lại của Hương Diệu trong buổi tối ngày hôm nay. Và trân trọng được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức và lắng nghe.
Các bà cùng các quý khách thập phương về dự buổi lễ khánh thành lầu. Vậy tôi xin hát một bài, tức là nhớ quê hương, tức là về quê của Khóa Đức Hương. Oh,
và toàn thể các quý khách mạnh khỏe và tích cực xây dựng. Trở về quan họ. Anh chưa đến là quan họ, tròn tình nghĩa cánh hát trao duyên. Anh chưa đến lòng mong cầu, tràn đời vui trong ngưỡng mơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao ngồi giữa màn thiền cùng cô hát đời cha. Anh cũng chưa rồi chỉ đón và hỏi xem sẽ đã mấy hẹn mấy hò và sao người quan họ cứ dâu nụ cười thầm trong vành đón mà và trong ta. Tình cha xin được trân trọng kính mời chú ạ.
Vũ Đồng hôm nay rất là phấn khởi được về dự một cái lễ khánh thành Viện Tâm Linh của Xóm Giếng nhà mình. Thế thì lời đầu tiên cho Vũ Đồng được kính chúc các cụ công các bà cùng toàn thể anh chị em trong thôn ngoài làng và trong xóm nhà mình một lời chúc sức khỏe nhất. Và tới đây tức là Vũ Đồng gửi tới các bậc phụ huynh cùng như tất cả anh em gia đình nhà mình trong xóm ngoài thôn là bài hát Biển Trời Tình Cha. Vâng, chẳng ai bằng, thế gian không ai tốt bằng mẹ, đi khắp cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Mây trời nồng nồng chứ phủ lội được tín tình cha. Đó là bài hát Biển Trời Tình Cha Phú Đồng thực hiện. Vâng, xin mời nhà con giúp.
chương trình văn nghệ chào mừng lễ khánh thành miếu thổ thần xóm giếng. Sơn trưởng xin gửi đến quý vị đại biểu ca khúc Tình Cây Và Đất. Giao lưu nghệ thuật trong buổi tối hôm nay, trân trọng được kính mời quý vị sẽ cùng trở về với nhạc phẩm ca khúc Nắng Ấm Quê Hương với sự trở lại của ca sĩ Bùi Thủy cùng với Thanh Hải trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ?
Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời hai ca sĩ của chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu ạ. Những tràng pháo tay từ quý vị đâu ạ. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã động viên tinh thần cho những ca sĩ không chuyên của chúng ta. Vâng, Thượng Hải và Vũ Thị rất vui mừng phấn khởi được gặp gỡ giao lưu trò chuyện và gửi gắm lời ca tiếng hát của mình tới các cụ công các bà cùng toàn thể anh chị em nam nữ trong buổi tối ngày hôm nay.
duyên dáng.
Dạ vâng, rất là tuyệt. Mai Thơm với nhạc phẩm ca khúc Tình Tam Biển Bạc Vòng Xanh xin được trân trọng kính mời. Oh,
vâng, đôi rất tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, Trần Nữ và Vũ Đồng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị được không ạ? Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vũ Đồng và Trần Nữ trở lại Kim Bắc với một bài hát
hát rất là ngọt ngào từ toàn thể quý vị. Chúng ta đã cùng trở về với khu vực sân khấu và trở về trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng rất là mong muốn một ít phút nữa sẽ được đón nhận tiếng hát từ toàn thể quý vị. Các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, chúng ta sẽ cùng mạnh dạn trở về với khu vực sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay để cùng cất cao những lời ca tiếng hát. Vâng ạ, ngày trước thì tiếng hát át tiếng bom đúng không ạ? Còn bây giờ thì tiếng hát sẽ át đi tất cả những sự mệt mỏi, những lo toan bộn bề của cuộc sống đúng không thưa quý vị? Và để nối tiếp chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì cho phép những người thực hiện chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị với một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Có ai xuôi về, cho em nhắn nhủ nhời về, nhắn cùng bầu bạn súng bẻ xuôi đông, nên thác thì ai ơi lại súng gầy, nên thác là vậy súng gầy thì sao, có yêu nhau ngỏ cửa ra vào, phần em phần gái má đào riêng lưa. Trân trọng kính mời quý vị cùng trở về với làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, ai xuôi về. Cho em nhắn đi
là một nén tiền công thì không bằng một đồng tiền thưởng, đúng không ạ? Những người được nghe chương trình chúng em được trở về từ trung tâm tổ chức sự kiện Trọng Đa cũng xin cảm ơn món quà đầy ý nghĩa từ một vị khách quý đã cùng trở về với khu vực sân khấu. Và một lần nữa thì cũng rất là mong muốn một ít phút nữa sẽ được đón nhận tiếng hát từ toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta sẽ cùng mạnh dạn trở về với khu vực sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và để liên tục nối tiếp chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh về với Hương Yên nghe câu quan họ chữ tình thiết tha với bao bài hát dân ca Người ơi người ở đường xa đường về, với nhạc phẩm ca khúc Thăm quê em, với sự trở lại của Vũ Động cùng với ca sĩ Thanh Thúy ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay sẽ cùng hiện diện trở về với khu sân khấu ạ. Mảnh đất ân tình với sự trở lại của ca sĩ Thanh Thúy thể hiện, trân trọng được kính mời. Thank you.
trở lại của Văn Bống sẽ thể hiện trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, Văn Bống là ca sĩ nào đây ạ? Rất đặc biệt đấy ạ. Dạ vâng ạ, với giá văn cô đôi thưởng thần thì sẽ mang tài mang nồng về cho Bách Gia Trăm Hò trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào quý mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Măng măng nước măng tre, ta bà tiên cùng mình đã về.